Vâng, xin chào tất cả anh chị đã trở lại với Xem Đam Mê, có địa chỉ tại số 3 đường An Định, thành phố Hải Dương. Để anh chị tiện liên lạc thì số hotline của Phúc Video là 0935 32 33 33 các bác nhé. Thì trước mắt anh chị đây phải nói là một dòng xe người ta mệnh danh thiết kế cô đô thể thao trẻ trung thanh lịch. Nó rất là uyển chuyển mềm mại và được tích hợp nhiều công nghệ. Đặc biệt là các bạn trẻ và các chị em thì vô cùng là thích mẫu xe này với cái vẻ trẻ trung. Và đặc biệt chiếc xe này được trang bị một cái màu trắng, đó là một cái màu rất là sạch, người ta nói là xe màu trắng mẹ mắng không mua đúng không ạ? Một cái xe thực sự là các bác để ở ngoài trời thì nó không bị lội bụi, không bị lộ bụi thì luôn luôn nó mang cái dáng vẻ sạch sẽ và cái hiệu ứng của một cái màu trắng thì nhìn cái form xe bao giờ nó cũng rộng, trường xe hơn, nó không bị chìm màu. Thì đó là những cái điểm mạnh của xe màu trắng. Thì trước mắt anh chị đây là một chiếc Mazda 3 được sản xuất năm 2018, số tự động, động cơ 1.5 các anh chị nhé. Nó rất là tiết kiệm nhiên liệu, đặc biệt là Mazda thì tôi đánh giá rất là cao với sự thiết kế vẻ bề ngoài và nội thất bên trong. Thì ngoài những cái ngoại thất đã đẹp mắt rồi thì cái công nghệ, đặc biệt là công nghệ máy SkyTip, nó mang lại cho chúng ta một cái sự vận hành êm ái. Đấy, mượt mà nhưng vô cùng tiết kiệm nhiên liệu. Đó, Mazda thì là một dòng xe được đánh giá là tiết kiệm nhất trong phân khúc các anh chị nhé. Thì đây là một chiếc xe phân khúc hạng C thì nó cùng phân khúc với Elantra, Altis và Senzerato các bác ạ. Nhưng mà mỗi cái ngôn ngữ thiết kế của một dòng xe thì nó khác nhau. Thì đặc biệt một cái công nghệ của trước Mazda 3 2018 gọi là bản Philip phanh tay điện tử. Thì ngoài các anh chị có thể thấy ngay ở phần tích hợp bao rẽ trên gương, nó đã được kéo dài. Đó, đó là sự thay đổi đầu tiên. Sự thay đổi thứ hai là phanh tay điện tử. Đấy. Và sự thay đổi thứ ba là xe được tích hợp chế độ ga tự động Cruise Control. Và đặc biệt một chế độ cực kỳ hay và tất cả người dùng xe thường là không biết về chiếc Mazda này. Đó là được tích hợp một chế độ Vectoring Control. Có nghĩa là nó mang lại cho chúng ta cái sự ổn định hơn. Ví dụ các bác khi vào cua gấp, đó, xe nó tự động tính toán đấy để hãm phanh và tạo lên những cái vòng cua của lốp cân đối đấy, để chiếc xe nó không bị nghiêng, người ngồi bên trong không bị xô lắc. Đó là một cái tính năng cực kỳ hay trên chiếc Mazda 3 bản Philip 2018. Vậy thì xin mời các bác có thể ngắm quanh một vòng ngoại thất và chúng ta sẽ đi vào chi tiết luôn để thấy rằng Mazda 3 được tích hợp và thay đổi những cái gì. Các bác có thể thấy rằng đèn tích hợp bao rẽ trên gương nó cũng được là giải đèn LED kéo dài rồi, chứ ngày xưa thì nó chỉ có một chút ở phần đầu này thôi. Và cái này thì đặc biệt là có cảm biến khóa mở cửa và khóa cửa tự động các anh chị nhé. Các bác chỉ cầm chìa khóa đeo trên người, bước ra khỏi xe thì xe sẽ tự động khóa cửa lại. Đó, rất nhiều dòng xe không có cái tính năng đó. Đấy. Và con này thì đặc biệt là một chủ từ đầu và lốp theo xe cả gian, ô đô 5.1 chuẩn, bao test chính hãng toàn quốc cho các bác. Ô đô chuẩn, lốp theo xe cả gian các bác nhé. Một con xe chỉ một năm chỉ vận hành đúng 1.000 km mà thôi, là một chiếc xe rất là đẹp. Thì các anh chị có thể thấy ở phần đèn sau thì nó cũng được kéo dài rồi. Đấy, rất là bắt mắt đúng không ạ? Và những cái công nghệ máy SkyTip thì nó được ghi một cái ký hiệu ở đây để các bác thấy rõ ràng Mazda 3 là một cái dòng xe được trang bị công nghệ máy SkyTip vô cùng là tiện lợi. Đó. Và các bác bắt đầu chúng ta có thể đi từ phần đuôi. Và cái phần đèn thì các bác có thể thấy phần đèn bên này thì nó cũng được cắt gọt và kéo dài nhỏ nhắn xinh xắn hơn. Đó, các bác có thể thấy. Và tất cả xe đi cực kỳ ít một chủ từ đầu, nó còn đẹp như mới tinh luôn. Đó. Vậy thì nhiều bác băn khoăn ở không gian ngoại nội thất nó như thế thì phần cốp sau nó sẽ như thế nào? Thì xin mời các bác đi đến khoang chứa đồ để thấy rằng Mazda nó được trang bị một khoang cốp cũng khá là rộng. Đấy, khoảng 300 lít. Đấy. Thì cái này mà các bác muốn tạo được không gian rộng rãi lên thành một cái giường ngủ, các bác cần kéo cái nút này thôi. Thì hàng ghế phía sau sẽ gấp lại và thông với hàng cốp để chúng ta có một khoang hành lý cực kỳ là rộng. Đó. Và ở dưới này thì cái này là chủ nhân cũng mua thêm một cái tấm nót cốp, tấm nhựa thì nó chống nước được. Đấy, còn thảm lỉ dưới này của nó là nguyên bản mà còn như mới tinh các bác nhé. Đó. Và trong này thì nó được dùng lốp dự phòng, nhưng lốp dự phòng cỡ nhỏ thôi. Đó, và tất cả đồ theo xe là còn đầy đủ, mới tinh như trong hãng luôn. Khẳng định với các bác là một chiếc xe 5.1 thì nó là bắt đầu vừa hết rốt đa. Thì chiếc xe bắt đầu vận hành êm ái ngọt ngào và nó bốc hơn. Đó. Và nó bốc hơn.
Và các bác có thể ngắm nhìn từ bên phần na răng củ phanh, nó còn rất mới và rất tươi xe luôn. Đó, nó khẳng định chất lượng chiếc xe. Đó, các bác có thể thấy nhé. Và chúng ta bắt đầu đi luôn vào khoang nội thất để thấy rằng xe được trang bị những gì. Thực sự mà Mazda lại làm khuynh đảo thị trường một thời để tạo lên cho chúng ta một cái hiệu ứng mà những người dùng phải nói là phát sốt khi 2018 chiếc xe này ra đời. Thì phải nói rằng nó thực sự là sốt và hot. Nó hot là đúng thôi ạ. Vâng, nó không sai một chút nào đâu ạ. Các bác có thể thấy nè, xe được trang bị rất nhiều cái tính năng và option. Ví dụ như cân bằng điện tử, chống trơn chống trượt, chế độ iSoft dừng đỗ 3 giây, tự động ngắt máy. Rồi. Và đây, ghế thể thao bọc da ôm người. Đây. Và các bác có thể nâng hạ đèn được bằng nút này. Tất cả những dòng xe thì nó là cố định, nhưng cái này các bác bật cốt và các bác có thể nâng được cái ánh sáng chiếu xa hơn, gần hơn bằng nút này. Cân bằng điện tử, chống trơn chống trượt và chế độ iSoft dừng đỗ 3 giây, tự động ngắt máy các bác nhé. Đấy. Và theo cái công bố của nhà sản xuất thì cái độ cách âm chống ồn thì Mazda đã tăng cường cho bản Philip khoảng 10 đến 12 kg chất liệu chống ồn, đó là lớp bông. Đấy. Nó là lớp bông để cách âm chống ồn. Đó. Và xe được trang bị là đèn auto rồi. Đèn auto các anh chị nhé. Đấy. Đèn auto này. Đó, gạt mưa là auto này. Gẩy số vô lăng này. Đấy, gẩy số vô lăng này. Ra lệnh giọng nói, tăng giảm âm lượng, chuyển bài hát, nghe gọi điện thoại rảnh tay. Và đặc biệt một chế độ rất là hay trên chiếc xe này, đó là chế độ ga tự động cruise control. Đó. Và la răng là 3 chấu và rất nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lái cực kỳ nhẹ. Và đặc biệt cái mặt đồng hồ thiết kế cực kỳ là đẹp, sáng tạo. Đấy, với những cái mặt đồng hồ là tròn ở phía trước. Và hai cái ô rất là tinh tế, nhỏ nhẹ ở hai bên cạnh. Đó, nhìn rất là đẹp. Và chúng ta có thể bước sang bên kia để thấy rằng, vâng, thực sự là cái tư thế ngồi của người lái, thì đặc biệt là cái ghế. Các bác có thể thấy là tôi ngồi đây thì nó có thể che xuất đi, nhưng mà rất thoải mái. Với cái chế độ là êm người thì các bác nhìn cái ghế đây. Cái ghế này nó thiết kế rất là thể thao ôm người. Đấy, thiết kế bọc da cao cấp, đục lỗ thông hơi. Đây, những cái má ghế, nhìn cái ghế thể thao rất là đẹp, đúng không ạ? Và ngồi rất là ôm người, rất là vừa phải. Đấy, nó chắc chắn, ngồi rất sướng. Đấy. Đặc biệt là xe được trang bị cửa lóc. Đấy. Hộp để kính này các bác này. Đấy. Và phần đèn trần thì cũng rất là tinh tế. Và gương chống chói chỉnh điện các bác nhé. Đó. Và màn hình theo xe đương nhiên phải tích hợp cam đùi cực kỳ là nét. Wow. Đấy. Cực kỳ là nét. Và cái này thì thậm chí tem mát mã vạch còn họ chưa bóc, mới đến mức độ như vậy. Điều hòa là auto. Đấy. Và đặc biệt là được trang bị đầu đĩa DVD, có nghĩa là các bác xem được đĩa hình. Đấy. Kể cả xem được đĩa hình, nghe được đĩa CD là chuẩn âm thanh. Và đặc biệt xe được trang bị chế độ sport thể thao. Các bác thích một cái chế độ mạnh mẽ, các bác cần kích hoạt sport. Đó. Đó cho chúng ta những cái nút rút tăng ga cực kỳ là mạnh mẽ. Và chế độ eco tiết kiệm nhiên liệu cần gạt vào đây. Đó. Và phanh tay điện tử. Đấy, còn đây là tất cả phím bấm, chẳng hạn như dẫn đường vệ tinh này, có thẻ này, chuyển nhạc này. Đấy. Và đây là chỉnh tiếng này. Và đây là bản trung tâm thì cũng được bọc là nhôm phay. Đây, nhôm phay nó rất tinh tế và đẹp các bác nhé. Đấy. Số tự động. Đó. Các bác có thể thấy rằng nó được full option rồi. Tôi điểm qua đèn auto, gạt mưa auto tự động, gẩy số vô lăng, ga tự động cruise control. Và xe được tích hợp bắt Bluetooth này. Mọi thứ này và dàn âm thanh thì nó rất là hay với những vật liệu cao cấp. Thì xe này đã tăng cường, như phần đầu tôi đã nói là tăng cường cái hệ thống chống âm. Đấy, cách âm và chống ồn thì nó nhiều cái vật liệu da và nhựa mềm hơn. Lên chiếc xe là nó rất là tuyệt vời khi chúng ta vận hành. Hộp để cốc, mọi cái rất là đẹp mắt các bác nhé. Vậy thì thực sự chiếc xe nó ok. Và các bác có thể thấy rằng như bản Tablo Tamni đây nó cũng được trang bị là da mềm rồi, chứ không còn phải là nhựa nữa. Lên cái vật liệu cao cấp như này thì nó sẽ cách âm chống ồn tốt hơn. Và từ cái cửa gió điều hòa mọi cái thiết kế là cực kỳ tinh tế và đẹp mắt. Đấy, cũng cao cấp, viền nhôm. Đấy, và tất cả đây. Đấy, từ cái hộp đựng đồ, giấy tờ cho các bác. Đấy, rất là tiện nghi, đúng không ạ? Đấy. Và các bác có thể thấy ngay những cái bản tâm ly cánh cửa. Đấy, nó còn đẹp đến mức độ như vậy. Tất cả là bọc da với những đường may cực kỳ tinh xảo và đẹp mắt. Đấy. Những vật liệu cao cấp như này thì cách âm chống ồn tốt thì đương nhiên nó sẽ giữ được cái mức độ âm thanh.
Đấy. Nên là cái dàn âm thanh của Mazda 3 nó giữ được âm rất là hay các bạn, nghe nó ấm áp. Đấy, ấm áp. Và các bác có thể xem ngay bản táp ly ở thứ hai để các bác thấy rằng cái độ đẹp của nó như thế nào. Đúng không ạ? Và là còn rất chuẩn nguyên bản các bác nhé. Đó, và chúng ta có thể bước đến hàng ghế sau. Thực sự cái độ rộng rãi của Mazda thì nhiều bác vẫn đặt cái câu hỏi. Đấy, so với Altis thì quả tội là Mazda không rộng mà Altis. Nhưng tôi cao 1m70 và ngồi như thế này 20 phân về cái trước là hoàn toàn có thể chấp nhận được. Đấy, chấp nhận được. Và ở đây có bệ tì tay để cốc cho các bác cũng là được bọc da khá là xịn sò. Khi chúng ta đi hai người thì hạ nó xuống để tay cũng rất là dễ chịu các bác ạ. Và cái tư thế độ ngả của ghế ngồi, cái này là tôi rất là chấp nhận này. Có nhiều dòng xe mà tôi không ưng bởi vì cái ghế nó thiết kế quá đứng mà không ngả được như thế này. Nên cái độ ngả như này khi cung đường dài chúng ta ngồi này nó rất là thoải mái và dễ chịu, nó không bị mệt các bác nhé. Đó, rất là hay. Và chúng ta sẽ bước sang bên này. Và bước sang bên này để xem qua. Và chúng ta sẽ đi đến khoang động cơ để thấy rằng chiếc xe nó mê ly như thế nào. Bản tắp lô tắp đi đây đều bọc ra. Và nhựa, cái này nhựa bóng Pielo các bác nhé. Đó, nhựa bóng Pielo. Và các bác bước lên ở phía trước đây thì toàn bộ là gương kính chỉnh điện và kính cũng là được là kính auto rồi. Đấy, và tất cả vật liệu đây là da mềm này. Nó như thế này là rất ok và đây cũng là rất vật liệu xịn sò. Có nghĩa là bản phanh lip phanh tay điện tử đã được thay đổi lột xác hoàn toàn thì cho chúng ta trải nghiệm được cái sự êm ái mượt mà và nhiều cái công nghệ tích hợp trên chiếc xe này. Nó mang lại những cái giá trị. Đấy, khi cầm lại các bác nhé. Và khi ngồi lên trên xe thì cái độ tĩnh của nó và độ êm nó sẽ cao hơn. Đấy, và phần đèn cũng được thiết kế kéo dài rồi. Và chúng ta đi luôn vào cái gì ạ? Khoang động cơ. Và cuối cùng chúng ta sẽ đi ngay vào phần gầm để không mất thời gian của anh chị. Con này thì các bác thấy rằng một chiếc xe nó còn mới chính con. Tất cả cái vị trí đây còn 7 màu. Đó, những cái cỗ máy. Và máy đang nổ nhé. Tôi đang để nổ máy để các bác thấy rằng chất lượng chiếc xe nó như thế nào. Đấy, tất cả từ chân ông máy zin xịn sò này. Đấy, các bác có thể nhìn nhé. Đây, tất cả tem mác này. Đấy, chuẩn men như thế. Đấy, cái này thì đất cát nó bám một tí thôi, lau đi là nó sẽ sạch thôi. Đó, cỗ máy đang nổ, dây cu loa đang quay này các bác này. Nhưng các bác có nghe thấy gì không? Nó rất êm. Đấy, thì đó là cái công nghệ máy Skytip mà tôi từng đánh giá rất là cao. Ngoài cái sự thiết kế cơ đồ thể thao, nhiều cái công nghệ ấy, cửa sổ lock, gạt mưa tự động, đèn tích hợp báo rẽ trên gương, 4 phanh điện ABS, cảm biến khóa mở cửa và khóa cửa tự động các bác ạ. Không còn thiếu cái tính năng gì trên chiếc xe này. Một chiếc xe màu trắng quá đẹp. Tất cả sản phẩm xe mà đam mê đều cam kết bảo hành 1 năm sử dụng. Có văn bản cam kết của các bác, xe không đâm xô, không thủy kích ngập nước và máy móc nguyên zin. Đấy, các bác nhé. Đấy. Và cái thứ hai là tất cả xe đều được bao test chính hãng toàn quốc cho các anh chị yên tâm. Một chiếc xe Odo 5.1 km chuẩn nốt theo xe cả gian. Có nghĩa là mỗi năm chạy được 1.000 km. Thì nó quá chuẩn, vừa hết Toyota, bắt đầu chúng ta đã được trải nghiệm một cái xe nó mạnh mẽ hơn. Đấy, nó tăng tốc, nó bốc hơn, nó máu lửa hơn, nó ngọt ngào hơn, đúng không ạ? Mua xe mới về toàn bận bảo dưỡng thôi. Và để các bác bây giờ mua được cái xe này vừa rẻ được mấy trăm triệu nhưng lại được hưởng ở cái xe đã được bảo dưỡng và chạy xong Toyota rồi. Bây giờ lúc sướng nhất thì các bác mua rẻ nhưng chạy lại sướng. Còn các bác mua đầu, mua đắt, mất tiền mà chạy lại không sướng, mà chỉ có bận thay dầu thôi. Đấy, thế thì cái lợi ích như thế nào? Đó, cái lợi ích một chiếc xe đẹp và mua xe qua sử dụng nó là như vậy. Vâng, vậy thì chiếc Mazda 3 bản phanh lip này lúc lắp mới thì các bác phải bỏ ra 800 triệu đồng. Nhưng ngày hôm nay nó có giá là 565 triệu đồng. Vâng, chỉ 565 triệu đồng. Vậy thì các anh chị đã rẻ được khoảng hơn 200 triệu đồng. Nó có xứng đáng không ạ? Nó xứng đáng thì các bác có thể tiếp tục nhớ nhấn những nút like ủng hộ Phúc Video cũng như đăng ký kênh để nhận được tất cả những cái clip mới nhất tại Xe và Đam Mê các anh chị nhé. Đó, vậy thì các bác nào quan tâm thì xin mời các anh chị có thể đi xuống phần gầm để chúng ta trải nghiệm cái chất lượng của phần gầm một chiếc Mazda 3. Thực sự nó giá trị và nó chuẩn như thế nào, chất lượng ra sao tại kênh Xe và Đam Mê đang bán. Xin mời các anh chị. Vâng, một phần gầm của chiếc xe vùng biển tốt và chạy rất ít thì nó sẽ như thế nào các anh chị. Chúng ta đi luôn vào cỗ máy để an toàn về cỗ máy, không sợ bị ngập nước, không sợ bị ra máy. Đây,
zin tuyệt đối và trắng phau như mới luôn các bác nhé. Đấy, đây tất cả con ốc này, các bác nhìn em nhé, cắt tè này, đó, máy này, dòng keo zin tuyệt đối nhé, à, góc độ máy này, máy này, chân ốc máy này. Đấy, tất cả vị trí máy này. Đấy, tất cả từ con ốc này. Đấy, zin tuyệt đối, chất đẹp thì nó như này, từ mã này, vị trí máy, đó, chuẩn nhá, càng máy này, chuẩn men này, càng A này, chuẩn men này, cổ phanh sáng mới này. Đấy, chiếc xe chạy ít, đây các bạn nhìn từ trên sâu kia, tôn sắt thép này, từng cầu bô này, thước lái này, chuẩn men chưa, đó, đó, đây ạ, à. Đó, đầu taxi các bạn nhé, zin đét, không sợ đâm va nhé, đó, và đầu taxi bên này đây, đó. À, các bạn thấy không ạ, đấy, gầm, những tấm những cái miếng nhựa gần như không còn vết xước luôn, bảo vệ gầm, gầm thì quá sáng mới rồi, quá đẹp rồi các bác này. Từ cái tem bô, từ mã bô Mazda này, tất cả tôn sắt thép thì còn như mới tinh, con này khẳng định còn như mới tinh rồi, quá chất rồi ạ. Ba bô lê bên cạnh này, zin đét nhá, à, cần nhìn hai ba bô lê nó an toàn rồi, quá an toàn rồi. Đấy, ba bô lê. Đấy, bác nào là thợ thì hiểu ngay, tôi quay hai cái ba bô lê như này thì lại càng yên tâm rồi, lốp theo xe dàn dày như mới luôn. Đấy, tất cả hệ thống bô gầm tôn sắt thép đó anh chị nhé, càng A này, hệ thống treo giảm sóc này, chuẩn men mới, một từ là rất mới, bô này đó. Đây ạ. Đầu taxi này, không sợ đâm va. Đấy, tuyệt đối nhé. Từ những miếng ô tôn bên cạnh. Đấy, bắt ngồi với taxi. Chọn men chưa? Đấy, răng sau. Và sang đầu taxi bên này. Đấy, các bác thấy là nó chuẩn mức độ như này. Đấy, ô tôn cạnh. Đấy, như thế này yên tâm tuyệt đối nhé. Wow, quá mới. Một từ nó quá mới. Đấy, đây đó, bô này ạ. Đó, và các bác thấy chuẩn chưa, nét chưa, như mới tinh trong hãng luôn, gầm mãm bám suốt ngày mà như thế này. Đấy, thì sao ạ, thì nó quá mới và quá yên tâm mua những sản phẩm tại Xe Và Đam Mê các bác nhé, được quay gầm rất yên tâm về chất lượng ạ.